Sáng ngày 1 tháng 6, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi trường mầm non Thượng Yên Công. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố. Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chúc các cháu trường mầm non Thượng Yên Công đón ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 vui tươi và ý nghĩa. Mong muốn các cháu luôn chăm ngoan học giỏi, vâng lời thầy cô, ông bà, cha mẹ. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, nhà trường, gia đình và địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chăm sóc trẻ em ở các cấp học, đặc biệt là cấp mầm non, tạo điều kiện tốt nhất giúp các em được học tập vui chơi, phát triển toàn diện về đức trí, thể mỹ. Là trường vùng sâu vùng xa của thành phố, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song những năm qua, với sự quan tâm của các cấp các ngành, trường mầm non Thượng Yên Công đã được đầu tư xây dựng khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ, đáp ứng tốt hoạt động dạy học.